In Flux sự hội tụ của cái đẹp, những màu tối thanh lịch hòa cùng với những màu ánh kim ma mị tạo nên một thể tương hỗ độc đáo về màu sắc trên chất liệu tóc. Hình khối và màu sắc cộng hưởng tuyệt đối tạo nên ấn tượng thời trang không thể phân định rõ điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Sắc thái của bầu khí quyển vào thời khắc chạng vạng là lúc giao thoa hoàn hảo nhất. Ánh sáng nhường đường cho màn đêm trong sự giao tranh thiên biến vạn hóa giữa bóng tối và ánh hào quang. Cùng đẹp và phong cách gặp gỡ hai tạo mẫu tóc Huỳnh Chí Tâm và Ngô Minh Pháp, thành viên nhóm G5 Color Zoom Việt Nam. Một phi Color Zoom rất ý nghĩa đối với tôi vì nó đem tôi đến một môi trường rất là chuyên nghiệp, rất bổ ích cho tôi trong công việc làm sau cuộc thi. Màu nền tối được sử dụng cho những phần tóc ở chân và phần tóc nằm ngay ở dưới tóc trên đỉnh, một bức nền hoàn hảo cho những màu lấp lánh ánh kim. Để tạo ra sự uyển chuyển, màu lấp lánh ánh kim được bố trí trên bề mặt để làm nổi bật cấu trúc cắt của tóc. Chính kỹ thuật phối màu và lượng màu sử dụng là yếu tố tạo ra hiệu ứng màu táo bạo hơn hay dịu dàng hơn, góp phần nhấn mạnh chuyển động của tóc. Với mẫu tóc tuần này, hai tạo mẫu tóc đã tạo những màu lấp lánh ánh kim được chuyển đổi dễ dàng theo những lọn tóc dài. Hiệu ứng hình ảnh độc đáo chuyển từ khối màu vững chắc về dòng chảy mượt mà. Hai tạo mẫu tóc đã chọn cho nhân vật tuần này kiểu tóc mullet hiện đại. Yếu tố chính trong kiểu tóc này là phần mái tam giác nhỏ, ngắn, đối lập hoàn toàn với những lọn tóc dài và phần gáy cong lồi. Để tạo ra dáng cong lồi ở gáy, kỹ thuật cắt tạo layer bên trong được sử dụng. Phần tóc ngay trên tai với độ phân tầng đều đặn được cắt bằng kỹ thuật zig zag hay cắt điểm và kết nối với phần bên dài bằng cắt lát trái tay. Đường viền tóc được tạo thành từ kỹ thuật cắt lát sâu và cắt zig zag, càng về ngọn càng mềm mại nhưng vẫn duy trì được kết cấu thô trên bề mặt khối tóc. Phần mái ngắn kết hợp với chân tóc phẳng phồng xẹp và những lọn tóc dài hai bên giúp làm nổi bật từng nét đẹp nhất của gương mặt tự tin và táo bạo. Chiều lấp lánh trên mặt nước. Màu nhuộm hôm nay tôi nhuộm cho người mẫu là màu nền mặn đen, chân tóc đổ bóng. Về phần highlight thì là sự kết hợp của ba màu: màu hồng hoa cà, màu tím điện và màu vàng acid của Alumin để tạo hiệu ứng lấp lánh ánh kim rất là phù hợp cho các bạn trẻ. Mọi người hãy bám sâu và bám sát vào chủ đề, các kỹ thuật cắt cộng với các kỹ thuật đặt phôi màu, chia tóc để tạo ra một cái mái tóc riêng mình để tham gia cuộc thi Color Zoom 2017. Hãy là một phần của xu hướng toàn thế giới, hãy là một phần của Color Zoom Challenge 2017. Truyền tải xu hướng Influx và giành lấy cơ hội chứng tỏ bản thân mình, khiến mọi người thán phục với khả năng sáng tạo và kỹ năng của bạn.